Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà chính chủ xây ở tại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 15 quận Tân Bình. Một căn nhà diện tích khủng ngang 4m2 sâu vào 21m và đang được chào giá bán cực kỳ rẻ. Giá bán lỗ chỉ có 7 tỷ 600 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha quý vị. Diện tích rất là dài. Căn nhà có sân đậu xe hơi thoải mái. Có thể đậu được 2 em ô tô trong nhà. Có sân xe hơi bên trong, lại có thêm tiếp cái khoảng phòng khách bên trong nữa. Đậu thoải mái 2 xe hơi nha. 4m2 dài tới 21m và hướng Tây Bắc, giá bán chỉ có 7 tỷ 600 triệu đồng thôi. Đường trước nhà là con đường rộng 8m, con đường 3 xe hơi tránh nhau thoải mái, con hẻm thông một sẹc của trục đường chính Phan Huy Ích thuộc phường 15 quận Tân Bình. Một căn nhà với vị trí con đường rất là rộng, đường thông kinh doanh buôn bán được và giá bán chỉ có 7 tỷ 600 triệu đồng. Giá rất là rẻ nha quý vị. Từ trước đó thì chủ giao tới 8 tỷ 6, bây giờ giảm 2 tỷ chỉ còn 7 tỷ 6 thôi. 4m2 dài tới 21m, 2 xe hơi được trong nhà thoải mái. Căn nhà chính chủ xây ở cực kỳ chắc chắn và kiên cố, vừa mới xây mới hoàn toàn năm 2024 nha. Chúng ta sẽ có lớp cổng sắt phía bên ngoài, có gara, khoảng sân 5m, đậu thoải mái được xe hơi phía ngoài này. Được chủ nhà trồng rất là nhiều cây cối ở phía ngoài nha anh chị. Đấy, căn nhà thì xây ở mới xây thôi. Cũng thiết kế rất là đẹp. Nội thất thì tặng nội thất cơ bản thôi. Ngang 4m2 dài 21m và giá bán chỉ có 7 tỷ 600 triệu đồng thôi. Bên ngoài có camera an ninh này. Phía trong này thì có trồng rất là nhiều cây cối nha. Trong này thì sẽ có một lớp cửa cuốn kèm với một bộ cửa nhôm Sinfa, 3 lớp cửa luôn. Phía trong đây sẽ là khu vực phòng tiếp khách. Gia đình nào có 2 ô tô đậu thoải mái, trong đây một con và bên ngoài một con nha. Sẽ được ốp sàn gạch 80. Đấy, tặng nội thất tivi và số đồ bàn ghế cũng cũ rồi. Nếu chúng ta về chúng ta tự mua nội thất thì sẽ đẹp hơn nha. Đấy, bán rất là rẻ luôn, chỉ có 7 tỷ 600 triệu đồng thôi. Trên có đèn chùm LED thạch cao. Anh chị nào muốn sở hữu căn nhà diện tích dài, đường đẹp, hẻm một sẹc của trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 15 quận Tân Bình này, chúng ta hãy gọi trực tiếp về tới bên nhà đất Bắc Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha quý vị. Đường rộng tới 8m, đường thông kinh doanh buôn bán luôn. Một căn nhà chính chủ xây ở cực kỳ chắc chắn và kiên cố nha mọi người. Đấy, phía trong đây thì chúng ta có tủ rượu, bồ an cường. Đấy. Cầu thang sẽ được ốp đá kim sa trắng, chạy đèn LED, đúc rộng 90. Nhà mới xây và mới ở được có 2 tháng thôi. Tủ bếp của An Cường, trên có đèn chùm đèn LED thạch cao. Đây, phòng bếp rất là rộng nha anh chị. Đang ở nên hơi bề bộn nha. Đây, bếp ga và đồ thì nhà này nội thất thì cũng chưa có gì cả. Chúng ta mua nhà trống về tự trang trí và bố trí lại thì sẽ đẹp hơn. Phía sau này có cái hồ cá koi và trồng lan. Là về chúng ta lau chùi dọn dẹp và kê lại nội thất thì rất là đẹp nha. Căn nhà có cái diện tích rất là dài, 4m2 dài tới 21m, đường 8m thông, vị trí hẻm một sẹc đường thông của trục đường Phan Huy Ích thuộc 15 quận Tân Bình. Nhà quá ok luôn, giá rẻ nha quý vị, bán trên giá đất có tí thôi, chỉ có 7 tỷ 600 triệu đồng. Chúng ta cùng em di chuyển lên tầng lửng, sẽ là không gian phòng làm việc, phòng khách số 2. Ở trên này sẽ được ốp sàn gạch giá gỗ nha. Đây, có kệ tivi và cái bàn làm việc ở trên này. Nhà thì có cửa sổ sau rất là thoáng luôn. Đây, có đẹp luôn nha anh chị. Giá chỉ có 7 tỷ 600 triệu thôi. Anh chị nào muốn sở hữu em nó, chúng ta chỉ bốc máy gọi ngay trực tiếp về tới nhà đất Bắc Hưng nha. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới. Một căn nhà xây mới hoàn toàn. Nhà xây ở nên là nội thất họ bố trí sơ sài thôi, không có nhiều nội thất như nhà bán đâu. Vẫn chia làm hai ngăn, ngăn ngoài sẽ là ngăn phòng thờ. Cầu thang thì chạy LED và ốp đá kim sa trắng. Mẫu thì cũng rất là đẹp rồi, về làm thêm nội thất đây là ok nha anh chị. Nhà chưa có bố trí nội thất gì cả. Thất đang hơi sơ sài nha. Đấy, giường tủ thì cũng đồ rẻ tiền. Trên có đèn LED. Đây, đầy đủ luôn. Phòng ốc rất là rộng nha. Toilet riêng, 4 phòng ngủ và 5 vệ sinh.
Bên ngoài có ban công đúc 2 mét. Căn nhà hướng Tây Bắc nha anh chị. Bán gì hơn tiền đất một tí thôi. Đây là không gian phòng số 2 này. Có cửa sổ sau nha anh chị. Về chúng ta trang trí thêm giấy dán tường và làm lại tủ gỗ an cường, cũng như đóng lại cái giường tủ, đóng lại đồ đóng nó sẽ đẹp hơn. Chủ nhà thì đang bán nhà trống nên bán giá rẻ chỉ có 7 tỷ 6 thôi. Diện tích rất là to và dài, có sân khoảng sân đậu xe hơi bên ngoài, cực kỳ sạch sẽ luôn. Lầu 2 thì cũng có thêm 2 phòng ngủ nữa. 4 phòng ngủ và 5 vệ sinh nha anh chị. Lửng 3 lầu. Đây phòng trên này đang để phòng trống nha. Để anh chị tự bố trí nội thất. Phòng cũng khá là rộng luôn. Toilet có gương led, bồn có khối và inox đen. Phòng sau này sẽ là phòng số 4. Phòng này thì chủ nhà đang để đồ đạc lung tung trong đây. Có cửa sổ sau. Đây là toilet số 4 nha. Đó, có cửa sổ sau thì vô cùng mát luôn. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng khu vực sân thượng trước sau. Trên này thì cũng chưa tách làm phòng thờ nha anh chị. Về chúng ta làm thêm. Đây sân thượng trước đang để rộng nguyên luôn. Anh chị có thể tách đôi làm phòng thờ và khoảng sân thượng trước thì chúng ta làm cái khung sắt lên cho nó đẹp. Cũng như là anh chị trồng cây, trang trí cây xanh nữa là đẹp nha anh chị. Đấy. Về bỏ thêm vài trăm lại nên là đẹp lắng cống luôn. Cái sau này thì cũng chưa có làm mái và làm khung sắt này. Đang để trống luôn. Trên thì có bình nước nóng năng lượng trời rồi. Đấy, video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.